Nam Mô A Di Đà Phật. Hỡi vong linh, anh bị sao rồi? Xin chào tất cả mọi người ạ. Dạ, cháu Hiếu xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên cho anh em chúng cháu vẫn xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể đại gia đình nhà mình. Chúc đại gia đình nhà mình luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Thì mọi người ơi, hiện tại cái thời tiết ở chỗ anh em chúng cháu ấy, vẫn đang là rất rét. Dưới 10 độ. Dưới 10 độ đại gia đình nhà mình ạ. Thế lại thi thoảng lại kèm theo mưa nữa. Thế nên là nó cũng ảnh hưởng khá lớn đến cái công việc trên cái con đường trợ giúp vong của anh em chúng cháu. Thì như mọi người cũng đã biết là hôm qua là tranh thủ trời hửng mưa nên cháu Hiếu đã đi giúp vong. Thì hôm qua lại không có anh Trung vì anh Trung đã bận công việc của gia đình. Thế nên là khi về anh Trung mới xem được clip thì bảo là không hiểu tại sao cái vong này nó lại giận dữ với em như vậy, cứ chỉ muốn đánh đuổi em thôi. Thì anh Trung thấy cháu đi làm vất vả nên anh Trung hôm nay đã sắp xếp được thời gian để đồng hành cùng cháu. Thì mọi người cũng hai hôm nay là cũng vắng mặt cháu đi làm nên là do cái điều kiện thời tiết là hôm bữa trước hôm kia ấy thì là trời cũng rét ở dưới quê bằng ngoài Bắc của cháu toàn là dưới 10 độ ấy. Thì nó lại trời nó rét xong nó lại mưa phùn ấy thì là công việc anh em cháu này không thể đi giúp vong được. Thì hôm qua thì cháu lại bận công việc gia đình nên là cháu cũng không đi đồng hành được em Hiếu. Và lúc tối về thì cháu cũng xem cái video của em Hiếu đăng lên ấy thì là em Hiếu là lại đi làm một mình, lại không có cháu Tùng. Cháu Tùng thì lại đi học, thỉnh thoảng thì cháu mới sắp xếp công việc cháu mới đi cùng được thôi. Thì hôm qua cháu về cháu xem thì thấy em Hiếu đi một mình thì này là vào cái ngôi nhà hoang ấy, nhưng mà lại gặp cái vong là cũng không biết là vong như thế nào nhưng mà rất dữ mà đuổi em Hiếu về ấy. Thì cháu cũng trước khi lúc cháu không đi làm được cháu cũng bảo em Hiếu là khi nào em cũng gặp cái vong dữ mà không có anh bên cạnh ấy thì tốt nhất em thắp hương xong em xin thần linh thổ địa xong em đi về, nếu khi nào có anh ấy thì em sẽ đi cùng anh, không có này em một mình ấy em là gặp rất nhiều nguy hiểm. Nên là cháu cũng nghe câu chuyện đó thì sáng nay là anh em cháu sắp xếp công việc là tranh thủ là cơm cháo cơm nước xong ấy là quân chuẩn bị quân đưa trang anh em cháu đến cái nơi mà hôm qua em Hiếu em đến ngôi nhà hoang ấy. Thì bây giờ là anh em cháu cũng cần tiếp cận được cái chỗ ngôi nhà hoang mà cái vong hôm qua nó đuổi em Hiếu vào. Thì hôm nay có cháu ở đây rồi thì là hai anh em cũng yên tâm hơn, không biết là vong chắc là cũng vong cũng dữ nhưng mà hai anh em cháu là sẽ đùm bọc nhau hỗ trợ lẫn nhau nên là hai anh em cháu nó không sợ, ý là không sợ. Nếu một mình, nếu mà muốn đi một mình thì rất nguy hiểm nên là có hai anh em mình nên là yên tâm hơn. Yeah, thực sự với mọi người những hôm nào mà anh Trung với cháu Tùng mà không đồng hành được thì cháu Hiếu cũng sẽ cố gắng, thế nhưng mà cũng chẳng gì bằng hai người và ba người tại gia đình nhà mình ạ. Thêm chân thêm tay chắc chắn một điều sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là cái cũng là cái mong muốn của cháu Hiếu. Thế nhưng mà cũng vì công việc, anh Trung cũng có công việc, cũng có gia đình nên là cháu cũng không dám trách anh. Thế cháu Tùng cũng vậy. Thế nhưng mà như mọi người cũng đã biết ấy, hôm qua cháu đến căn nhà hoang đó và cháu đã nhìn được vong, giao tiếp được với vong. Nhưng không hiểu tại sao là vong lại giận dữ với cháu như vậy. Thì hiện tại cháu cũng chưa biết nguyên nhân tại sao vong mất và ngủ ở căn nhà hoang đó. Vì khi vong xuất hiện thì vong chỉ muốn đánh và đuổi cháu thôi. Như mọi người cũng đã biết, đồ đạc quăng niềng xiểng, thậm chí là nễ, bánh kẹo và nước của cháu vong hất tung tóe hết. Vong ấy, vong nữ này. Vâng. Và đặc biệt mọi người ạ,
cháu nhìn rất rõ là một phong nữ chỉ tầm mười mấy tuổi thôi. Mười mấy tuổi thôi anh ạ. Rất còn rất trẻ. Phong phụ nữ mà mười mấy tuổi mà sao lại đấy. Lại giận dữ như vậy. Giận dữ đánh đuổi như thế. Thì là nhưng mà cháu lại chưa biết là nguyên nhân tại sao phong này mất và ngủ ở đấy. Và đặc biệt hơn là có một cái tình tiết này. Là cái áo mưa anh ạ. Anh nhìn thấy cái áo mưa chưa? Đầu tiên nó ở cột, đúng không? Sau nó lại treo ra giữa cửa nhà. Mà khi cháu nhìn thấy cái áo mưa đấy mà cháu giật mình. Xem nó dùng hết mình luôn. Đấy. Cháu nói thật với đại gia đình thì mình tự dưng cái tình tiết đấy khiến cháu liên tưởng đến là người ta đã treo cổ ấy, đại gia đình nhà mình ạ. Đấy là theo cháu phán đoán như vậy và cháu liên tưởng như vậy. Nhưng thực sự, thực hư câu chuyện như này thì cháu cũng chưa biết. Chưa biết nó như thế nào vì Phong chưa chịu chia sẻ cho cháu. Và chỉ muốn đánh đuổi cháu thôi. Thì thôi, bây giờ là hôm nay là cháu cũng tự tin hơn nhiều rồi. Vì có anh cháu đồng hành cùng cháu. Thì không biết là thực hư câu chuyện này như thế nào. Thì bây giờ chúng cháu sẽ tắt máy. Khi nào đến nơi chúng cháu lại tiếp tục ghi lại cho đại gia đình nhà mình dõi theo. Thì bây giờ đại gia đình nhà mình cùng theo chân anh em chúng cháu nhé. Còn các cô gì sẽ đồng hành theo dõi bước chân của anh em chúng cháu nhé. Dạ. Tiếp cận ngôi nhà hoang xem là nó như thế nào. Thì anh ơi, hiện tại là đây. Chính xác ngôi nhà này. Vâng, đây đang là cái vị trí ngôi nhà mà hôm qua em đến đã gặp Phong Ninh của cô gái này. Đây anh nhìn này, căn nhà này thì theo em phán đoán thì chắc cũng phải bỏ hoang cả chục năm rồi. Vì cây cối anh ạ. Vâng. Vì cây cối với cỏ giả này, sân thềm này mọc kín hết rồi. Thì mọi vâng. Thì mọi người ơi, hiện tại anh em cháu đã tiếp cận đến cái căn nhà. Thì cháu cũng hy vọng là hôm nay anh em cháu trở lại nơi đây sẽ được vong linh hiểu ra được và đón nhận cái sự giúp đỡ của anh em chúng cháu. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ anh em mình tiến sâu vào thôi nhé. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Không cần rồi. Tối rồi. Anh giờ thì mọi người ơi, chính căn nhà này, nơi đây hôm qua cháu đã gặp được vong. Anh nhìn nhỉ, anh nhìn cái họa tiết hoa văn ở trên đỉnh hai cái xà kìa, đúng không? Em về hôm qua em cứ ngẫm mà không biết là có liên quan gì đến nhau không, mà sao lại có những cái tình tiết hoa văn nổi rõ như thế kia. Đây là cái áo mưa này. Đấy, áo mưa này là đầu tiên là ở cột kia cơ. Xong rồi bị treo ra giữa cái cửa nhà này. Thì hỡi vong linh đã và đang ngụ tại nơi đây, thì hôm nay tôi tiếp tục trở lại đây vẫn chỉ có một cái mong muốn là trợ duyên và giúp đỡ vong linh thôi. Thì chúng tôi không có ý định gì làm hại đến nơi đây và vong linh cả. Anh cảm nhận được gì không? Anh thấy cũng tĩnh lặng có cái gì đâu mà. Đây là anh này.
những cái ấy này này, toàn là 2008 đúng là phong nữ đúng không? À, phong nữ. Phong nữ mà lại chỉ có mười mấy tuổi thôi. Đây còn một cái giường. Thì hôm qua này em bị có tờ tiền kìa. Này em mới nhìn rõ có tờ tiền này anh Trung. Hả? Thôi đừng sờ đến nhá. Thì hôm qua này đấy anh biết đấy, em bị điệu. Đầu tiên là em bị điệu cổ vào trong này. Không biết được, nhưng mà hôm qua em đến đấy anh biết đấy, đánh đuổi em 2 lần. Em đến phải nghỉ kêu luôn à? Thì em cũng đến, xong bắt đầu em khấn xin, xong bắt đầu là đồ đạc di chuyển. Đánh thì lại không có gì nữa. Khâu dây. Khâu dây của bác Hồ thời xưa ấy. Vâng. Còn đây kiểu như cái giỏ đựng cá này. Vẫn còn cầu trì này như giờ thì còn ai dùng nữa. Rất nhiều họa tiết hoa văn đúng không? Junik. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mọi người ơi, hiện tại hai anh em cháu từ lúc bước vào trong căn nhà này thì mọi thứ vẫn cảm thấy rất bình thường. Thì không biết là vong linh này hôm nay có còn ở nơi đây không. Anh sắp lễ đi. Kia hôm qua em sắp và em khóa ở kia rồi. Thì hôm nay cho phát ở giữa này đi em. Cho ở giữa đi. Tại vì hôm qua ở đây là vướng cây cối nên em phải dồn vào trong kia. Thì mọi người không biết như thế nào, nhưng mà hôm nay cháu đến đây cảm giác rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến lạ thường luôn. Đây còn lại một ít ấy này, đại gia đình nhà mình. Vó này. Đây cái vó này. Vó kéo tôm kéo tép này. Không biết có cô gì nào biết không. Em có. Đây, mọi người, bảng điện này thì cũng khá lâu rồi, vì bây giờ là họ cũng lên đời lắp bảng điện trong tường hết rồi. Đây. Ủa, kia còn cả một mấy cây vó à? Vó nhá. Kia. Vâng. Còn mấy cái vó, mà mình ở đây toàn từ 2008 rồi ạ. Cháu đang hôm qua về tại gia đình nhà mình ạ. Cháu nghĩ lại cái tình tiết này, xem đi xem lại ở căn nhà này là những cái hoành kia có những cái họa tiết hoa văn rất là sắc nét. Thì không biết là có liên quan gì đến căn nhà này không?
À, kia có một chữ 1985 kia kìa. Nhìn chung ạ, căn nhà này chắc làm được làm từ năm 1985 đây này, đúng không? Đấy, kia đúng là 1985 còn gì. Đến bây giờ nó rơi, căn nhà này nó rơi gần 30 năm rồi. Thì tôi không biết như thế nào. Giờ anh em cháu sẽ xin thần linh thổ địa ở nơi đây nhé. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương, con lại các thần linh thổ địa ngụ tại khu đất này, ngụ tại căn nhà này, hãy nhìn thiêng về đây chứng lễ, phù hộ cho hai anh em chúng con. Hôm nay hai anh em chúng con lại tiếp tục trở lại nơi đây với cái mong muốn là trợ duyên và giúp đỡ vong linh ở tại nơi đây. Thì như các ngài cũng đã biết, hôm qua con đã được bề trên cho con biết nơi đây có vong linh đang cần sự giúp đỡ của con. Và con đã đến đây thì đã gặp được vong linh, nhưng mà không hiểu tại sao vong linh lại đang rất giận dữ và chỉ muốn đánh đuổi con thôi. Thì hôm nay con có thêm anh của con đồng hành cùng con, thì con mong các ngài hãy ngồi cao chiếu xa, sang tai mách tiếng cho anh em chúng con, để vong linh đón nhận cái sự giúp đỡ này của anh em chúng con. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hỡi vong linh, hôm nay anh em chúng tôi lại tiếp tục trở lại nơi đây, chỉ có mong muốn là giúp đỡ vong linh thôi, thì chúng tôi không có ý định gì làm hại đến vong linh hay nơi đây cả. Thì tôi rất mong là vong linh nếu mà đã nghe thấy hay nhìn thấy sự xuất hiện này của anh em chúng tôi thì hãy đón nhận cái sự trợ giúp này từ anh em chúng tôi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Không, em vẫn chưa cảm nhận được. Vâng. Không biết được hay là vong sợ. Nhưng hôm qua giận dữ với em lắm. Anh nhìn ấy, đánh đuổi em, thậm chí nễ còn hất tung hết cơ mà. Nhưng hiện tại hôm nay rất im lặng. Hay vong còn ở đây nữa? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Hỡi vong linh, anh bị sao rồi? Anh cảm nhận có cái gì nó cuốn cổ anh ấy. Em biết rồi. Hỡi vong linh, anh hiểu không? Tôi biết là vong linh đã đang quanh quẩn ở nơi đây. Có sợi dây nó cuốn cổ anh em ạ. Đúng rồi, em biết rồi. Thì khi nãy tôi đã nhìn thấy vong linh xuất hiện ở sau lưng tôi. Thì tôi mong vong linh đừng trêu chọc đánh đập anh em chúng tôi nữa. Chúng tôi đến đây chỉ muốn giúp đỡ vong linh thôi. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, anh cứ bình tĩnh. Em đã cảm nhận được vong đang ở bên cạnh anh em mình rồi. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Con sợ có cái sợi dây nó quấn ở quanh cổ luôn ý. Anh có đau không? Không. Thì lúc đấy nhá, em cảm nhận vong vào đằng sau lưng em. Nếu ngoài lại cái thì không thấy đâu, thì chắc là vong muốn xiết cái dây kia vào, xiết cái dây bóng kia vào cổ anh. Và em ngoài quay lại em úp bác quái cái là anh hết. Vong muốn xem
thì tất cả những gì nãy giờ tôi đã nói thì tôi cũng mong là vong hãy hiểu tại sao chúng tôi lại biết vong ở nơi đây và tại sao chúng tôi có thể nhìn và có thể giao tiếp được với vong. Thì tôi mong vong cũng hãy hiểu để đón nhận cái sự trợ giúp này. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, vong đừng đánh đập hành hạ anh em chúng tôi nữa. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Cầm cái đĩa này đập vào đầu em thì em đã lao vào ốp thì vong thoát ra. Ủa sao? Em không may cái mũ anh ạ. Vậy sao không? Được. Anh em phải tận đấy, vong nó dữ lắm. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lại các ngài thần linh thổ địa, con xin các ngài hãy sang tai mách tiếng cho vong linh để vong linh có thể hiểu được và đón nhận cái sự trợ giúp này của anh em chúng con. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Mày em có mũ anh ạ, đập phát vào đầu luôn. Lấy cái gì đập em? Đĩa cổ em lại và cầm chắc là cái đĩa này là đập vào đầu em. Nhìn đĩa mũ đấy nhưng không sao được. Sao may mắn không? Có bề trên theo dõi mình, anh em mình mà. Khổ anh em mình mà. Thì hỡi vong linh, vong linh đừng đánh đập anh em chúng tôi nữa. Nãy vong linh đã ép tôi phải ra tay với vong linh. Chính vong linh đã muốn điệu cổ tôi và đã cầm cái đĩa đập vào đầu tôi khiến tôi phải ốp bát quái vào vong linh. Thì đây cũng là cái ngoài ý muốn của tôi. Tôi phải phòng thân chứ tôi cũng không muốn phải dùng bát quái. Mà dù sao nó bị trọng thương em ạ. Em biết mà, nhưng em không ốp không được vì lúc đấy vong trừng trừng mắt lên như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh em mình ấy. Thì hỡi vong linh, vong linh có cái nỗi khổ gì hay nỗi oan ức gì thì tôi mong vong linh hãy xuất hiện và giao tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể hiểu và giúp được vong linh. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Như vong linh cũng đã biết tại sao tôi có thể nhìn thấy và giao tiếp được với vong linh như vậy. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao vong linh trẻ tuổi mà vong linh lại giận dữ như vậy? Vong linh xuất hiện đi. Còn Nam Mô A Di Đà Phật.
muốn mò ở chỗ này. Hiện tại nãy giờ em không cảm nhận được gì nữa. Hay là trúng cái bát quái của em. Cái này rượu ở đây không ổn đâu em ạ. Chúa, không ổn đâu. Hỡi vòng lưng, vòng lưng đừng trêu chọc đánh đập anh em chúng tôi nữa. Anh đợi bác quái. Anh làm mua gì là phải. Mình cảm ơn Nam và người anh ấy, không mắt nó trợn trừng lên ý. Em biết. Tụi anh nó bị bóp cò anh ấy. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao vong linh cứ cố chấp vậy? Chúng tôi đến đây chỉ muốn giúp đỡ vong linh thôi. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ phải làm sao? Sao vòng mình lại cứ không đón nhận cái sự trợ giúp này của chúng tôi? Em nói là nếu mà vòng không xuất hiện nói rõ như thế nào tôi cho hồn phi phách tán, em nói đi. Như vòng mình cũng đã biết, bát quái của chúng tôi có thể đánh vong, nhưng tại sao chúng tôi không muốn và chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ vong thôi? Thì tôi mong vong linh hãy hiểu. Ê, ra ngoài đi. Ủa, ổn rồi. Mua gì? Khổ mà. Đấy dọa bốc của anh, xong để Nam vào đánh em. Để em không... Lấy em bị... Tiên Long hay là Pháp Duyên này, phải hỗ trợ đi. Lấy em bị... Nó nhắc chúng ta là như tư liệu luôn anh ạ. Bác quái văng ra, xong nó liệu của em ạ. Anh đang không hiểu tại sao vong linh này. Anh cũng không hiểu mà sao là vong linh nào đến mười mấy tuổi mình rất trẻ tuổi như vậy. Thì tất cả những gì em cũng đã nói với vong hết rồi. Ôi em cũng quan hệ nhưng mà không minh hại gì chắc anh em như còn là mua gì đã phạt. Thì hỡi vong linh, tôi đã nói tất cả với vong linh rồi. Chúng tôi đến đây hoàn toàn là chân thành, chỉ muốn giúp đỡ vong linh thôi, chứ chúng tôi không có ý định gì làm hại đến vong linh. Còn nếu vong linh không muốn đón nhận sự trợ giúp của chúng tôi thì chúng tôi sẽ bắt buộc đừng nói nữa. Con đang giận dữ đấy, đừng nói gì nữa. Nếu vong linh không thích sự có mặt của chúng tôi thì được, vong linh hãy để tôi hóa nốt tiền vàng cho thần linh thổ địa cũng như cho vong linh, xong thì anh em chúng tôi sẽ xin phép ra về. Còn Nam
Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.